Hello xin chào các bạn. 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 Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của LJ. Hello xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của LJ. Yeah yeah. Thì là ngày hôm nay tôi sẽ làm một cái reaction video của Nam Cô Khang và Thùng Thi bài Kim Chỉ Tay To The West. Kim Chỉ Tay. Kim Chỉ Tay là sao? Kim Chỉ. Kim Chỉ Tay là kim chỉ đến từ miền Tây hả? Kim là vàng, chỉ tay, kim chỉ tay to the west. Kim chỉ tay là nói về gì về miền Tây hả ta? Tại vì nói là to the west mà, west đây là Tây, đây là Tây phương hay là miền Tây? Ok, trước khi bắt đầu thì là LJ muốn nhắc cho các bạn nhớ là LJ chuẩn bị ra một cái MV gọi là rất là hoành tráng của LJ nha. Hoành tráng đối với tôi thôi. Tôi là đó giờ tôi làm nhạc của mình là tự công sức bỏ tiền bạc nào này nào bỏ ra cho nên là hoành tráng đối với mình thôi. Một MV được quay bởi đạo diễn Nicole. Đã. Một cái beat được đánh bởi Molly Kid, một cái producer đang rất là tiềm năng, mọi người rất là giỏi luôn. Rất là trẻ, rất là cao, 1m9. Nhưng mà đánh beat rất là hay, đấy. Mà chơi bóng rổ cũng hay lắm. Cho nên là mọi người nào mà thích mà những người nào mà thích mà hình xăm á, tattoo á thì là cái bài này sẽ là dành cho mọi người, ok? Và những và cũng có thông điệp rất là gọi là tích cực đến từ LJ, thấy không? Cho nên là mọi người nhớ đón xem nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào việc đấy, cho Kim Chỉ Tay. Tùng Thi, Nam Cô Khang. Đấy, rồi ok. Oh, ok, đến từ Tây Nguyên Sao. Bạn nào mà chưa nghe bài này thì hãy đến kênh YouTube của Tây Nguyên Sao. Đấy, cho người ta một sub. Đấy, rồi. Composer Thùng Thi và Nam Cô Khang. T-Mix Music Producer, Production House, Sun Media, GL và Dekio Films. Ok. Rồi. Ok, rồi. Bắt đầu. Biết Nam Cô Khang lần này có rap bình kiểu bình thường hay là rap kiểu bựa của ảnh. Ô chú cha. Đẹp vậy. Miền Tây này là Tây Nguyên. Ok. Central Highlands. The land of untold legend, vùng đất của những truyền thuyết chưa bao giờ được kể. Ồ, nghe huyền bí vậy. Ấy, từ, cái gì vậy? Tất cả các dân tộc đều có những vị thần. Ồ, những truyền thuyết và tâm linh rất riêng. Ok, để nói về người dân tộc ở Tây Nguyên. Đẹp như trời. Bà Pom hướng về ông trời nhìn xuống. Bà Pom là ai? Mọi người comment ở dưới cho tôi biết bà Pom là ai. Ok, này mình cũng đi qua Mỹ từ nhỏ cho nên mấy cái này mình không có rành nhiều ấy. Không rành luôn chứ nhiều ít gì. Man mà quay đẹp dữ ta. Cái này phải là kiểu mà source ở đâu không đâu. Ủa, quay đúng đẹp luôn á. Wow. Quay phim nhựa mà loại xịn này. Trời ơi, mấy cảnh này làm mình nhớ tới phim Avatar nè. That's why let's listen to the story I'm about to tell you. Bởi thế chúng ta nghe cái câu chuyện mà tôi sắp kể từ sau đây. Ok. Wow, đẹp quá. Này là tự quay rồi. Play cool. Chỉ nghe thấy nhịp bay và cô đơn. Nhiều đêm thao thức nhưng không thể nào chợp mắt. Chắc chắn đôi môi đã chừng lại gian. Thời cờ bay quá phải đưa tay đưa giật lên. How we do it to the lane. Chẳng thêm đôi cánh cho nam đêm. How we do it to the lane. Damn.
dạo này lái trap mà kiểu không thua gì Mỹ luôn quá. What the đi còn tìm kỳ ban đêm mình. Ê ơi ơi. À phải mở to lên. Mùa đông bằng sao để vẽ lớp đi còn tìm kỳ ban đêm mình chỉ nghe thấy nhịp bay và cô đơn. Nhiều đêm thao thức nhưng không thể nào cho bắt. Chắc chắn đôi mùa đã chính là gian. Thời cờ bay qua với đôi tay được giật lên. How we do it to the lady. Chắc thêm đôi cánh cho nam mê. How we do it to the lady. Tôi vỡ gáp sình lên rồi. Caption gì Vietnamese. Đấy. Oh, phải làm mình nhớ tới kiểu rất là Soul Seven nhưng mà có cái chất riêng của bạn này nha, kiểu mà giống như là kiểu mà cái cách mà bạn nhả chữ á, cái cách bạn nhả chữ rất là đã luôn. Tìm kỳ ban đêm anh chỉ nghe thấy nhịp bay và cô đơn. Nhiều đêm thao thức nhưng không thể nào chờ bắt. Chắc chắn đôi môi đã chính là gian. Thời cơ bay qua với đôi tay được giật lên. Đó, cái chữ lấy, cái chữ mà bạn nhả cái chữ lấy rất là đỉnh luôn. Oh my god. Má anh em giờ này live trap, sorry nha. Mọi người muốn nghe cho mượt thì hãy qua kênh của Tây Nguyên Sao nhé. Giờ tôi đang ngồi reaction. Mùa đông bằng sao để vẽ lớp đi còn tìm kỳ ban đêm anh chỉ nghe thấy nhịp bay và cô đơn. Nhiều đêm thao thức nhưng không thể nào chờ bắt. Chắc chắn đôi môi đã chính là gian. Thời cơ bay qua với đôi tay được giật lên. Tùng Tia, Tùng Ti rất rất là hay luôn. Kiểu mà live trap kiểu như vậy là cái cách nhả chữ nghệ vãi lìn. À, thì theo cái lyric của bạn này là đang nói về một cái bộ tộc Tây Nguyên Sao và legend là những bạn này đã và mình vẫn thích cái kiểu mà cái cách góc nhìn của bạn là không có giấc mơ Mỹ gì hết trơn đó, mình nhờ giấc mơ đó cho mình Việt Nam đấy. À, nói về rap đối không? Ok. Biết thì nhỏ xí, đưa tay lên tim, nghe đã ban phố cho anh em con, đưa tay bài vốn, đào với giác quan, chia tay cây bút, vừa sẽ bài game, chia tay hạt nhút. Bước chân ra từ đường phố năm xưa, vừa chuyển cô trên tay mình đang ly. Ngửa lên cao, vừa trời hoa mới xanh, để người đã thấy những gì con đang ghi. Mới hôm qua, ngày nào còn trắng đôi tay, vừa giờ bình minh để mang em đi. Gửi con dâu, đừng dừng vào góc các quê, đừng sợ bỏ tụi nó. Múc con nhạc gấu như kiểu là vừa sang Nga. Ok. Người ta nhầm từ Atlanta. Đây LJ Atlanta đây. Ý là bạn Nam Cô Khen người ta nhầm người ta Atlanta. Tại vì là Atlanta là thành phố LJ đang ở nè. Là nơi mà nhạc trap mà kiểu là nó được sanh ra là từ đây đấy. Cho nên nghe ý là nghe tưởng bạn này rap trap, rap kiểu trap mà đến từ Atlanta đó. Đấy ok Nam Cô Khen. Ok, cách tạo diễn khai visual thì nhìn thì giống nông thôn nhưng bộ năng là cái ngoại hạng. Ok. Cái khúc flow và kiểu như này là hai câu vừa rồi là một cái gì đó rất là đặc trưng của Nam Cô Khang mọi người.
À, lúc ông hát nửa câu đầu, ông rap nửa câu đầu là tôi biết là ông rap gì phía phía sau rồi. Câu đó đư đư đư. Tôi Ê. quen thuộc với các con câu say đu Đư đủ. đư. Chỉ là còn khá xa Xa để ta cần phải lướt qua trước khi con ta tôi dần. dần. Ngọn lửa kết tha tôi cho trẻ chúng đã biết biết ra không khi khiến tôi tôi hận. hận. Người tặng bó hoa về kỷ niệm chúng ta năm ngày cuối tuần. Nơi các ba xong tạo nhân gian. Nơi mà tao cần. Ngày mong cần. Anh cứ mỗi lần phải dọc thấp lấy cù. Bước vào tù. Ôi eo như có ủ sù. Dưới sương mù. Vẫn là trang của tôi rap cần cù. Sao mà siêng năng lắm không cần cù. Ôi cứ vững tinh thần mình hùng tờ mù. Anh thức kiếp ịt cù. Đúng là nghe không, tại sao người ta hay, người ta làm ra một cái gì đó rất đặc trưng, nghe là Việt Nam câu khen liền. Đấy. À. Bạn từ từ nha, tôi sẽ nghe lại một lần nữa mà không tô, ok. Lộ không dừng, ok. Bộ đồng bằng sao đã vẽ lớp đi còn tìm kỳ ban đêm anh chỉ nghe thấy nhịp bên cô đơn nhiều đêm thao thức nhưng không thể nào cho mất treo trên đôi môi đã chứng lại ta nói thời cờ bay quá với đôi tay để giật lấy lấy how we do it sẽ đời lấy lấy cho thêm đôi cánh á cho nghe như đôi là lát tà nghe như mình rồi hai ta không bị chiến biển rồi tập thầy cô phi thằng một đường dẹp đi tôi hoa lừng như từ phố núi tham vọng và đa màu nghĩ vào giấc mơ ngay khi vừa mở mắt cha mẹ ăn lòng không có phải của trách để từ trường đời không sao phải vở sách bước ra mặt trời trên đôi mắt mà hổ phách bitch. À, MV quay đẹp quá. À, MV quay quá đẹp. À, shout out to production team. Yeah. Một bài nhạc rap chill rất là lit. Ok, bây giờ tôi nghe lại là không 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 dừng nữa, ok. À, không làm mình thất vọng, không mình làm thất vọng. Mấy anh quay đẹp ha, quay kiểu mấy phim nhựa đồ. Amanrenai kau dah re te kan pre pi pang minta mengkali krepe te ni. Tuk mangkar le mau yang berpan. Ya pun lang re te langkun ya nun. Yên ta chẳng mong lại tuôn ta lên đây mong ta lấy khăn và cầu các bạn diễn viên này diễn hay nè. Ban đêm anh chỉ nghe thấy nhịp bay và cô đơn. Nhiều đêm thao thức nhưng không thể nào chờ bắt. Chẳng chờ đợi mùa đã chính là gian. Thời cơ bay qua phải đưa tay đưa giật lên. Lên. We do it to the lane. Lên. Chẳng thèm đôi cánh cho nam đêm. Oh, we do it to the lane. Ôi. Quá. Ê, sorry. Giờ mình mới thấy cái cảnh mà mấy anh này đốt lớp bằng xe cả mấy cày và đỉnh vậy. What? Ngồi khúc này đốt đốt lớp bằng mấy cài là sorry tôi lại dừng rồi nhưng mà cái khúc này là mới coi lại được chờ, chờ à đốt giờ đốt lớp bằng mấy cài kìa về đưa tay đưa giật lên how we do it to the lane lên chẳng thèm đôi cánh cho nam đêm how we do it to the lane đâu đặt phải lên từ từ đã ít từ đã ấy hey vũ thành ra gió chú làm mây hey chuyện của hôm qua là tan bay bay lúc độ 14 kim chỉ tây cơ hội lững lờ như treo dây chơi về chung kết cho heo bay gì vật nhấn lên kêu đeo tay keep it và keep on my way đã có nhịp đập rồi nhìn vào bầu trời cao ta còn chọn rap mà rap nó cho là à quá đẹp quá không thập kỷ dòng chẳng là cả hoa thúc đẩy một thành phố là có bàn tay của tên của sao yeah có lời về không ai phải tiễn biệt hey. Từ ngoại hạng trong hình dạng của tiếng Việt vẫn được thường niên xuất thân từ đường phố chỉ cần 10 năm sau mà đó đã trở thành yên tiệc viết cho người Việt không giấc mơ Mỹ chỉ là hư vô vô vị vô nhĩ rơi vào trầm tư không phải lo nghĩ gọi là nhập cảnh viết như nhỏ sĩ đưa tay lên tim ngày đã ban phú cho anh em con đưa những bài vốn đóng với giác quan chưa từ cây bút vừa sẽ bài game chưa từ cây bút bước cho ra từ đường phố nước xưa và chuyện cũ trên tay mình đang ly ngửa lên cao bầu trời hóa mây xanh để người đã thấy những gì con đang ghi mai hôm qua người đã còn trắng đôi tay và giờ bình minh đêm mang em đi gửi con thâu được sự và câu các quê được sự và tôi nói
còn tao từ Atlanta khi tôi đem chắc lần nữa vang xa. À bọn nó muốn thấy cách thức triển khai nên ví dụ đúng thương của bộ kỳ đã ngoài hàng. Người là tiếng qua loa bên tai không thể cản bước tao lướt qua từng giai đoạn. Y như là cung phu bọn tao luyện công cùng anh em cùng khu. Xây lên cho một lu để tao gia đình cao phải đi ra từ phòng thu. Ây và tao vẫn đang vi vu là sao vai nhạc nghe kiểu như bị lu. Nhưng mà tăng doanh thu với các con flow thay lu 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 lu. Chỉ được còn ra xa nhưng tao cần phải lướt qua chân xa thôi dần. Khiến ta đã hối hận. Chẳng bó hoa để kỷ niệm chúng ta gần ngày cuối tuần. Mặc vội các ba xong tạo nhân gia để mà tao cần. Ai mới là phải dòng thất lây cù bước vào tù. Ôi eo như một ủ sù rơi xương mù. Trang của tôi rap cần cù sau một siêng năng lắm không cần bù. Giữ vững tinh thần mình hùng tần đủ ở giữa xà đủ. À tôi keep it cool. Yeah yeah. Ôi đừng rơi đã vẽ lớp đi cùng tìm kỳ ban đêm. Mình chỉ nghe thấy nhịp bên cô đơn. Nhiều đêm thao thức nhưng không thể nào cho phép. Cha trên đôi mùa đã chính là em. Thời cờ bay quá với đôi tay đưa giật lên. How we do it to the lane. Cho thêm đôi kèm cho nam lên. How we do it to the lane. Hai ta không bị chiến biển rồi tập thầy cô. Yeah. Đường dẹp kinh tổng hoa lưng. Beautiful nùi tham vọng và đa mông. Nghĩ vào giấc mơ ngay khi vừa mở mắt. Cha mẹ ăn lòng không có vật của trách. Để từ trường đời không giỏi vở sách. Bước ra mặt trời trên đôi mắt mà hổ phanh. Yeah, yeah. Hey. Má đẹp quá, cái khúc này cảnh này quay đẹp nè. Man, các bạn diễn viên này cũng một màu đây. Wow, ngầu man. À, mình nói thì cái rap Việt mình càng lúc càng phát triển, càng nhiều chủ đề. À, gần đây thì là W2T, người miền núi chất, cũng là nói về dân tộc thiểu số ở trên núi. Và tây nguyên sao thì đó bây giờ là đã rất có tiếng rồi, nhưng mà chưa có thấy cái MV nào mà đã tôn thờ người dân tộc ở Tây Nguyên như thế này. Và tôi nói thì nó mang ra rất là nhiều cái vẻ đẹp, mà nó rất nhìn nó rất là hùng mạnh, mà nhìn nó rất là huyền bí mọi người. Mà mình thấy là cái sự ngầu của người Tây Nguyên qua cái video này luôn mọi người. Dang, that's what's up. Congratulations nha Thùng Thi và Nam Cô Khen. Một cái bài, một cái MV rất là đáng coi mọi người. Ai mà chưa coi cái này thì là làm ơn. Ở video này là qua được ra được bao nhiêu rồi? 3 tuần hả? Ngày 12, hôm nay là được 20 ngày đó, 19 ngày rồi. Mọi người nào mà chưa coi á, thì cho người ta nhiều view luôn. Thật sự là cái video này là phải nhiều view này, phải là 2 triệu mấy view rồi. Ok. Đó, một like đây. Like. Đây. Yeah, oh man, bài nào thì chưa coi thì qua bên này nha. Rồi thì và đừng quên là LJ sắp ra một cái MV nhé. Rồi mọi người, chào mọi người, hẹn gặp mọi người vào những video sau. Bye bye.